Vi Thức xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay Vi Thức sẽ gửi tới mọi người một bài thơ rất là hay và ý nghĩa của tác giả Nam Nguyễn, có tên Vợ và Bồ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Vợ là kho bạc ngân hàng, gửi tiền vào đó an toàn cho ta. Bồ là sòng bạc canh ba, ném tiền vào đó hành ma nợ nần. Vợ là cơm gạo áo quần, là khu giải trí tinh thần đêm đêm. Bồ thì đến hẹn mới lên, đổi trao bánh trái chỉ trên bạc tiền. Vợ như mì gói ăn liền, trong nhà có sẵn chẳng phiền đến ai. Bồ như miếng thịt bò dai, nhìn thì hấp dẫn nhưng nhai mỏi mồm. Vợ thì yêu cả tâm hồn và luôn chia sẻ vui buồn với ta. Bồ thì giả tạo danh ma, hết tiền là nó rời xa mình liền. Vợ thì ta có chủ quyền, chẳng lo tranh chấp gây phiền hà chi. Bồ thì chẳng phải chính quy, thằng nào nó thích dắt đi là thường. Vợ như cô giáo ở trường, dạy ta học hỏi trăm đường điều hay. Bồ thì như một gã say, khiến ta lầm lỗi trắng tay về già. Nói chung tất cả đều là vợ bồ chi cũng đàn bà giống nhau. Nội thất chẳng khác gì đâu, mà ham cho lắm làm đau lòng người. Thiên hạ bàn tán chê cười, gia đình tan nát mỗi người một nơi. Hãy bình tâm lại người ơi, đừng nên bội bạc bỏ rơi vợ hiền. Vâng, vừa rồi Vi Thức đã đọc xong cho quý vị nghe bài thơ Vợ và Bồ của tác giả Nam Nguyễn. Cuối cùng xin kính chúc mọi người nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Xin chào.